Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn ở khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đó kể về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy kể về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a còng gmail.com còn đó các bạn cũng có thể là kể về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba đây là mọi người cũng có thể là kể về cái trang facebook chuyện ma phủ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó một người nào có thể là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha um, và đối với các bạn nào mà vừa mới xem cái chuyện ma mình lần đầu tiên á thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom gấp lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh nó khó khăn nha mọi người ha À, thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên các bạn mà cầm mở đọc năm trăm ba mươi hai ngày hôm qua thì các bạn ngày hôm qua mà cầm mình sớm nhất đó chính là bạn tên là hào nguyễn cảm ơn hào nguyễn rất là nhiều luôn hen thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì hôm qua là mình ở uh, cuối tập truyện ngày hôm qua là mình có kể hình như là mình nhớ may mắn là một cái câu chuyện của một bạn tên là Bình là bạn đã đã, 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 đã gửi về cho mình ha nhưng mà bạn còn thêm một vài câu chuyện nữa thì mình hôm nay mình thiếu nợ mình trả nè thì um, bạn Bình cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người là cái câu chuyện thứ hai của bạn Bình á bạn gửi về là mỗi câu chuyện nó rất là ly kỳ là liên quan đến ba của bạn luôn ha mọi người ha thì câu chuyện là như vậy mà nó là vào cái thời điểm mà những năm 2000 lẻ mấy là có một cái giai đoạn, có một cái giai đoạn là độ khoảng chừng cỡ Hai năm mấy 3 năm. Tại vì lúc đó thì bạn còn rất là nhỏ mà không có biết được nghe ba mẹ được nghe mẹ với ba kể lại thôi. Là thời điểm đó là ba của bạn á là có đi làm về dương. Có nghĩa là cái này đúng gọi là gọi là nghề nghề chọn người luôn. Nghĩa là lúc đó là không ba không có không có rành vậy dương thậm chí là uh, cái trái dưa mà ra lựa trái nào mỏng giỏ trái nào ngọt, trái nào đỏ ba cũng không biết. À, tuy Tuy nhiên là trong một cái lần cũng buôn bán ngoài chợ rồi bắt đầu lân la hỏi người này người kia vậy đó thì chỉ trong vòng cỡ hai ba tháng thôi thì bắt đầu là ba mới tập tành ba mới mới đi làm uh, cò người gọi là đi làm làm thương lái mình nói là đi làm đi cò làm thương lái dưa có nghĩa là ba sẽ không có bỏ vốn Ba sẽ là cái người ở giữa, kết nối giữa những cái người đi mua dưa và những cái nhà vườn à là như vậy à những cái người mà người ta đi kiếm dưa người ta mua lên đi, lên sài gòn nè lên cho cần thơ nọ đồ người ta bán nè đó thì phải đi xuống nhà giường thì ba sẽ là cái người ở trung tâm thì cứ mỗi một tấn như vậy là ba sẽ ăn khoảng cỡ trăm ngàn hay là hai ba trăm hay năm trăm gì đó à, ví dụ như một ký như vậy là ba sẽ ăn khoảng cỡ năm trăm đồng kiểu kiểu như vậy đi đó là giống như là ba chỉ đứng ở trung gian ở giữa thôi và lúc đó ba làm cái nghề nó rất là được à, ba làm được lắm nha chỉ ở vòng vòng nhà tại vì khu vực của bà ở thời điểm đó là vòng vòng là vườn dừa 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 dưa nọ đồ á à, ruộng dưa nọ đồ cũng nhiều nhưng mà lúc đó thì bắt đầu là ba cũng gọi là đương nhiên mình làm ăn được mà mình mình hay có cái kiểu mà ở ừ, là được nước thì mình làm luôn mình làm tới 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 như vậy luôn Giúp như mình vô cái thời thì lúc đó bắt đầu là ba mới dành dụm tiền ha ba mới dành dụm tiền được chút xíu cái bắt đầu là ba mới thay gì mình là cái người mà giới thiệu đi mình đứng ở giữa mình giới thiệu mình ăn tiền trung gian thì bây giờ lâu lâu ba để dành tiền vậy bắt đầu là ba đánh một cây dưa dưa này thì ở như ở vùng miền tây ta gọi là bằng cây nha ví dụ như cây dưa vậy là 3 tấn 5 tấn 10 tấn gì đó một đám dưa hay là ta gọi là một cây hoặc là một đám dưa là kiểu như vậy thì ba dùng từ cây dưa thì um, lâu lâu cái ba để dành được khoảng cỡ mấy chục triệu gì đó rồi một ngày xưa mấy chục triệu dữ lắm mọi người đã ví dụ mười lăm chục triệu ba chục triệu cái bắt đầu ba đánh cây dưa cái thua lỗ À ta nói là nghề chọn người là nghề người ta cho mình làm cái gì là mình chỉ làm cái đó thôi. Là cho làm trung gian là làm trung gian này Đã mà gán cố gắng để trở thành thương lái. Gán cố gắng để mà làm chủ như dưa nọ đồ thì làm không được. Cứ lâu lâu lại thua, lâu lâu lại thua hoài. Đã. Thì rồi cái bắt đầu á, riết thì kiểu như là trong vòng một năm thì bắt đầu là từ từ thì người ta... như, như nhiều người làm quá đi. Thành ra là qua không còn làm thuận nữa, không làm ok nữa. Thì cái đợt đó bắt đầu là ba mới nói bây giờ ở dưới trại dinh. À, ở dưới trời vinh bắt đầu là người ta đang trồng dưa và nghe nói là dưa ở dưới trời vinh nó có một cái loại dưa gì mới ngon lắm không biết là những cái người mà đồng bào ở Trà vinh thì không biết là những người mà à, khmer này nọ rồi họ sinh sống được nhiều thì không biết là họ có một cái bí quyết gì đó và họ trồng dưa nó rất là ngon mặc dù là giá cao à, giá cao hơn là giá sàn giá mặt bằng chung tuy nhiên là dưa rất là ngon thì bắt đầu là ba mới bàn với mẹ xong ba mới đi à, cứ đi như vậy thì trong vòng 6 tháng đầu tiên là gửi tiền về rất là nhiều Đó cứ mỗi một tháng như vậy Thậm chí là mẹ bảo mua một cây, hai cây vàng Có luôn nha mọi người nha đã mua vàng dữ lắm mua nha Tại đứng trung gian là Mẹ bà dặn là ông không có số Mà ông đi làm kiểu như là thương lái Hay là ông làm chủ dưa đâu nghe không Ông đừng có buôn Ông đừng có buôn bán cái gì cho Ông chỉ làm trung gian ở giữa thôi Ông ăn tiền cò thôi Là ngon rồi Đó là đủ để mình cất nhà lầu rồi Đừng có tham nghe không đã thì ba ông cũng cũng chịu tại vì sau khi một vài lần thất bại là ba ông cũng sợ thì 6 tháng trời là cương tháng ba dạng lần cương tháng ba dạng lần cương tháng ba dạng lần vậy đó đã mỗi lần về là đưa tiền tôi nói gì á tại vì tiền bao tải không à tiền bao tải mà tiền tiền lẻ mà bao tải về gom 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 lại đi ra mua vàng để cho mẹ mua vàng thì rồi cái câu chuyện á câu chuyện này nó ly kỳ mọi người nó hơi dài dòng xong mà nó ly kỳ lắm thì bắt đầu đến cái thời điểm đó thì bắt đầu là ba ổng giấu ba ông giấu mẹ là bắt đầu là cũng gọi là ham mà ví dụ như lâu lâu tiền về cái ba ông cắt ra 20% mươi phần trăm ông để dành đã mặc dù ở nhà mẹ có tiền mua vàng nhưng ba vẫn có một cái số tiền nhất định để mà ba làm liều tại vì mình biết rồi ăn cò thì mình ăn được có năm mười phần trăm nhưng mà khi mình buông á mình ra mình làm thương lái mình buôn bán á nhiều khi một cây dưa như vậy mình lời gấp đôi gấp ba lần là bình thường cái này mình rất là rành tại vì ngày xưa má mình bán dưa mình là con nhà nội luôn á má mình bán dưa má mình buông dưa này nọ đồ nhìn từ những cái năm mà mình ba bốn tuổi là má mình đã buông dưa với long an rồi có những cái đám dưa về mua có hai ba ngàn ký mà à, sang tay lại 10 ngàn mười lăm ngàn là bình thường đã là trong cái thương trường nó là như vậy thì rồi bắt đầu á, là cái lúc đó thì khi mà ba làm như vậy bắt đầu là ba muốn tại vì cái số tiền của ba ít nè À mình nói ví dụ như ba có 10 triệu thôi À bây giờ ba muốn mua càng nhiều dưa càng tốt như vậy không Thì cái lần hôm đó bắt đầu là ba mới uh, đi đè giá À có một cái cụm từ là gọi là đi đè giá Ôi trời ơi bên Cần Thơ tao nói dưa thốt nốt ngon biết bao nhiêu Rồi hả uh, dưa nhiều loại dưa, dưa không hạt này nọ Đồ bên bển giá nó rẻ lắm Rồi bây giờ thôi bây giờ bớt tôi đi nó giờ ông, kêu nhiêu kêu bốn đồng trời đất ơi thôi bốn đồng mua cái gì bên kia người ta kêu có ngàn rưỡi hai ngàn ký lô ông đi ông kêu bốn đồng thôi bớt tôi hai gửi đi tôi bảo hết luôn cho thiệt nè tiền tôi cầm trong tay nè bây giờ ông hê tiếng là hai gửi được là tôi vô tôi hốt đồng à tôi lấy hết đồng luôn Đó thì đề giá như vậy thì lúc này đó khi mà đi đề giá thì ba cái này cũng là một cái lỗi một phần cũng là do ba nha lúc đó đó thì những cái năm mà 2000 mấy đó thì ba có một cái suy nghĩ như vậy nè những cái người mà dân tộc thiểu số thì mình nói cái này nó hơi đụng chạm chút xíu nha mình chỉ thuật lại đúng câu chuyện này thì ba ông lại có cái lối suy nghĩ là à những người đồng bào như vậy những người mà khơ me đó người ta không có suy nghĩ gọi là sao đâu không không suy nghĩ hay bằng những người kinh mình à, giống như là ba 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 mang cái tâm thế là ba xuống đây để mà ba ăn hiếp người ta nói thẳng hay là như vậy đó ba xuống ba ăn hiếp người ta ba đè giá dưa mày thường thường mọi người biết rồi những người mà khmer nhưng người ta hiền lắm có nhầm người ta kiểu như thư yếm này nọ bùa chú đồ dữ dằn nhưng mà rất đa số nhưng đa số chung là những người dân tộc thiểu số người ta rất là hiền những người đồng bào của mình ta hiền lắm đã để ba đè đè như vậy thì bắt đầu là gặp những lần trước là ba thắng những lần trước là ba đè giá được nhưng mà lần này xui một cái là gặp ngay cái ông này là ông cũng gọi là cáo già À, ông làm ăn với người Kinh, ông làm ăn quen, ổng biết người Kinh hay dụ dỗ, hay coi thường, hay này lợi dụng với nội đồ đó là người ta đã cáo già, người ta đã manh ma rồi. Đó, hình ra là bắt đầu người ta mới không có chịu, không có chịu cái giá đó. Mà ba ông ham cây dưa đó quá, ổng nói là cây dưa đó quá đẹp đi. Nếu mà lấy được giá 7.500 là sang tay là 10.000, nhiều khi là 8.000, 7.000 luôn là có lời dữ lắm. Là từ 10 triệu thành 4, 50 triệu là bình thường. Mà ngày xưa trời đất ơi, vàng có 10, mười mấy triệu, một cây mười 50 triệu mua 4-5 cây vàng đó đã thì bắt đầu ba cứ theo ba cứ đè bắt đầu mà dù như ba đè giá thì mình năn nỉ người ta trả giá điểm nó nói đi còn cái này ba chửi ba la ba kiểu như là có những cái lời lẽ nó gọi là nó hơi xúc phạm trời đất ơi mấy ông ở đây mấy ông toàn à, à, buôn bán qua lại cho mấy người à, dân tộc của mấy ông không mà còn à, người kinh của tụi tôi nè Nói bây giờ ai là cái người mà ông ông nghĩ coi bây giờ người đồng bào ăn dưa bao nhiêu Trời ơi quan trọng là cái người kinh của tụi tôi là ăn dưa dữ lắm Ông đưa cho tôi đi rồi tôi đem lên chợ tôi bán Nhầm khi ba bốn bữa nữa tôi xuống tôi lấy tiếp chứ, 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 còn bây giờ ông đó ông để cái giá 4 ngàn vậy đó Ông đem ra ngoài chợ ông bán rồi mấy người như ông Mấy người đồng bào nọ đồn tôi ăn đâu có bao nhiêu Ông hiểu không? À, là nói những cái câu nó hơi nặng chút xíu Thành ra là cái bên đó người ta ghét mà, mà lúc đó bà không có biết đâu nha mà sau này rồi tổng kết rồi thì bắt đầu là ba ba mới nắm bắt mà mới biết á thì rồi cái bắt đầu á lúc đó thì khi mà ba ở như vậy là ba đi về đây ba ở nhà trọ mà nhà trọ mà dạy nhà trọ bằng lá nha nhà lá đó nha thì lúc này cái câu chuyện là được mẹ kể lại lúc đó đã có điện thoại rồi đã có những cái điện thoại mà 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 cục gạch cục đá này nọ đồ nokia ngày xưa đó sim điện thoại lắm thì bắt đầu á là mới lâu lâu cái ba ông gọi ông ông nói ông nói sao ông nói sao, sao dạo này tôi mệt mỏi vậy nó nói sao e, ông ngủ không được hay gì nói ừ sao mấy đêm nay ngủ không được hỏi lần là nha mọi người nghe cái lời thuật lại nha cái cuộc gọi đầu tiên cái nói ủa sao ông ngủ không được hay gì nó ờ ừ, mấy nay sao à, tôi nằm tôi ngủ sao tôi cứ nghe cái tiếng tôi nó rì rào rì rào bà biết mà xứ trà vinh này toàn là mấy người à, khơ he mấy người dân tộc thiểu số đồng bào không mà mà người ta nói cái tiếng mình đâu có hiểu đâu mình người việt người kinh mình nghe đâu có hiểu mà nói cái gì đó mà tôi mở cửa ra cái tôi không thấy ai ồn ào quá trời quá đất à nói vậy thôi ông kiếm mà uh, bông gòn ông bịt lỗ tai lại em ngủ đi đã cái mấy lúc đó không phải là ngày nào cũng gọi đâu hai ba bữa ba bốn bữa ba rảnh ba mới gọi ba bận đi đè giá dưa đi làm trung gian đi làm cò cò lái lắm á cái ba bốn bữa sau cái bắt đầu nó trời ơi mấy ngày này bệnh quá trời bệnh bơi ví dụ gì vậy thì đó ngủ không được Tôi là nghe nó cứ rì rào rì rào mà tôi đang ngồi ở trong nhà nha tôi muốn căn nhà lá dưới đây tôi ở nè trời ơi tôi nằm trong giường tôi dòm tôi thấy đâu lóc nhóc đâu là bốn năm thằng năm bảy thằng gì đó đàn ngông không à mà tôi nói đen kịnh nè à, y như là người dân tộc thiểu số dưới đây nè người khmer Me dưới đây vậy nè đó cứ đứng đứng rồi cứ dòm 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 vô mà nói cái gì mà nói lớn lắm nói xí xa xí xồ vì tôi có hiểu con mẹ gì đâu tôi nói tôi tưởng thì tôi tại vì tôi dưới đây tôi nói thiệt bà nghe tôi có tiếng lắm á tôi về đây mới được 6 tháng chứ tôi có tiếng lắm mà ai mà mua dưa bãi dưa nào bao nhiêu tiền một ký mà bao nhiêu tấn cái ruộng nó bao nhiêu tấn tôi biết hết thành ra mấy người mà người ta muốn lấy dưa là thường thường người ta liên hệ với tôi nó tôi tưởng đâu là khách người ta tới lấy dưa hỏi dưa cái tôi cũng đi ra tôi mở cửa ra cái tôi thấy mất tiêu cứ ba ba bốn lần một đêm vậy tôi mệt quá chứ bắt đầu là mẹ trên đầy mẹ bắt đầu là mẹ mới mới nói xuống đó. ông nói vậy sao tôi nghe sao tôi thấy ghê quá vậy ông ơi tôi trên này là tôi nghe là những người đồng bào dân tộc thiểu số đồ nghe ai mà dụ như người ta thương là thương dữ lắm nghe đó mà người ta ghét một cái á, là người ta thư yếm á, là trời ơi chết dữ lắm đó nha ông ơi đã chết thư yếm ngải ngú này nọ đồ là người người mình làm không lại người ta đâu nghe không cái bao mới cười Tại vì mọi người hiểu là trong vòng một cái thời gian rất ngắn trước đó là ba khó khăn bị đùng một cái là trong vòng cỡ vài tháng một năm ba phất lên thấy rõ và kiểu như là ba hét ra lửa luôn á trời ơi, những người mà thương lái nọ đồ mình biết mà những cái gì quê á là mình đi với má mình á là gặp những người mà thương lái gọi là cộm cán là đứng nói chuyện mà khoanh tay luôn á tại vì người ta quen người ta quan hệ dữ dằn quá trong tay người ta mặc dù người ta không có giàu có nhiều nhưng mà người ta có quyền người ta có quyền lực mà hiểu không đã rồi là ba ông hét ra lửa mà bắt đầu ông nó thời thời đi đi, đi 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 ma có cái gì rồi, chẳng qua là tụi nó thấy tôi như vậy rồi tụi nó khoái tụi nó vậy thôi chứ tụi nó tính học nghề tụi nó nghe lén rồi tôi gọi điện thoại tôi trả giá dưa bọng tôi tìm dưa sao sao học nghề đó mà chứ ma cỏ gì đâu thì đến cái lần hôm đó nó bắt đầu là ba mới uh, điện về ba kể ba nói là cái ông mà mà cái người mà khmer đó mọi người là là khi mà trả giá dưa mà nói là hai người nãy đó thì lúc đó, đó bắt đầu, ông mới đầu ổng muốn chịu nhưng mà rồi mà thiệt thì tại vì ba không biết mà ổng ổng đè mà như vậy là tao trả giá mà không bán là tao sẽ không giới thiệu cho ai mua hết mà những người không thật, thật thật tình là những người khmer ở dưới thời điểm đó thì người ta không có mối quan hệ. Dưa người ta có đó, người ta có hàng cả chục tấn vậy đó. Nhưng mà người ta lại không có đầu ra, người ta không có tìm được đầu ra, người ta phải nhờ những cái người kinh, những cái người như ba nè, những người con cò lái như ba người ta mới bán được. Đó và ba ông cố tình mà ông nói là bây giờ mày không bán cho tao giá hàng nữa, tao không giới thiệu cho ai mày khỏi bán được. Đâu chừng cỡ đâu dâm bảy bữa nữa mày cũng phải bán cho tao à, chứ mày để dưa hư sao? Đúng không? Dưa để đồng để, để hoài nó hư đã thì đến cái hôm đó bắt đầu là ông đó ông mới tới ông nói thôi bây giờ là ông bán cho hai rưỡi ông chấp nhận bán luôn bắt đầu là ba kêu xe tải đồ nhưng mà lúc đó cái người đó họ có một cái điều kiện như vậy nè bây giờ trả tôi ông bán tôi bán cho ông hai ngàn rưỡi nhưng mà bốc xếp đồ nọ những cái người mà cắt dưa những người mà ấy lên này nọ rồi ông phải trả tôi thêm 500 đồng đã 500 đồng trên một ký lô như vậy để mà tôi còn giúp đỡ cho bà con của tôi những người người khmer ta đùm bọc lẫn nhau lắm là tất cả những người gọi là công nhân á những người bốc xếp toàn bộ phải là người khmer hết không có cho người kinh vô làm nha tại vì tôi bán ông rẻ quá rồi tôi phải lấy lại 500 đồng một ký để tôi tôi cho tôi trang trải cho bà con với đây người ta khổ Ba tính tới tính luôn từ ừ, 3 ngàn Thì bây giờ mình muốn công nhân người kinh cũng vậy Thì mình cũng trả 500 đồng ký à bây giờ muốn khơi me thì khơi me Tao cho mày ok luôn Đã 500 đồng Đã rồi bắt đầu là những người đó người ta bóp dưa Thì bà nói nha Cái lúc đó nó kỳ lắm Bây giờ ba nhớ là ba thấy nó rất là kỳ Cái hôm bữa đó ba ra ba ngồi Tại vì cái lúc này là ba bình thường là ba sẽ không có ra ngồi coi cân đâu ta ba ba, 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 chỉ biết là hỏi bao nhiêu ký là ba lấy tiền thôi Nhưng mà lần này là ba ra ba ngồi Tại vì dưa là dưa của ba À dưa của ba nắm mà Bà ra ba ngồi ba ghi cầm sổ cầm sổ ghi cân nha à. cái này chắc rắc rối một chắc mọi người những người nào mà chưa chưa, chưa trải qua chắc không hiểu đâu là coi cân bao nhiêu ký ghi vô ghi vô rồi tổng kết vậy như đơn giản vậy đó ạ à. thì khi ba ngồi như vậy ba nói á, là những cái người không mê nó họ 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 cứ gặt dưa họ bỏ lên cần xé họ cân rồi họ cứ dòm ba mà họ cứ xù xì xù xì mới đầu đó ba tưởng đâu là giống như cái kiểu mà gặp người nổi tiếng vậy đó ha, à, ha, giống như bây giờ mình gặp idol của mình á cái ôi trời ơi trời ơi ghê lắm nha ông đó ổng quen biết dữ lắm đó trời ơi ổng đè giá dưa có hai gửi ký nha mày trời ơi ổng trả giá ghê lắm ở đây mình mua mà bốn năm ngàn không có ra ông trả hai người á là mà cứ chỉ chỉ xù xì mà mọi tưởng tượng là 10 tấn 15 tấn dưa đó là phải làm nguyên một cái buổi sáng nguyên một buổi sáng là 4 năm tiếng đồng hồ nó mới xong hả à, chứ hết xe này tới xe kia chứ nó không phải là nó đơn giản mà ba nói là cái nhóm mà cái người Khmer mà vận chuyển dưa đó là nó độ khoảng chừng cỡ đâu mười mấy người á cái người mà những người bốc giác á cứ ai cũng xù xì xù xì xù xì mà ví dụ như mình đã xù xì mình bàn tán đã dùng cái từ bàn tán tức có nghĩa là phải từ hai người trở lên mới gọi là bàn tán mới gọi là nói xấu này nó mới gọi là bàn tán được chưa còn lâu lâu ba nhìn được một chứ có người mà một người đứng nói thì người ta không gọi là bàn tán mà ta nói là lãm nhảm đúng không lãm nhảm đứng nói chuyện mình là cũng cứ đứng góc gì đó cứ dòm ba mà liếc liếc ba mà cứ trù cái gì đó trù cái gì nói cái gì trong miệng mà ba đâu có nghe được mà giờ con nghe cũng không hiểu nữa à rồi bắt đầu lâu lâu lại dỗ dai dụ như bạn bè mình thân thiết hay là hay là những cái người mình mới gặp mình dỗ dai mình vui À, trời ơi lâu quá không gặp anh ha Ui, trời ơi khỏe không như này tiền bạc quá trời lâu là... nhưng mà không mấy người khmer đó người ta lại người ta dỗ dai đó người ta dỗ dai cái mặt căng lắm mọi người cái mặt dòm dòm vậy là dỗ dai cái nhìn nhìn cái cũng cười cười, cười 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 nhẹ cái bắt đầu lại đi tiếp cứ lại tại vì ba ngồi kế bên thùng cho đá lại uống miếng nước cái bắt đầu là nắng mà uống miếng nước xong cái dỗ dai cái bẹp cái bắt đầu đi mà dỗ đau thấy mẹ luôn mà mỗi người dỗ cái gì đó là lâu lâu cái người này lâu lâu tới người kia ba ngồi hết tới đầu tới đầu giờ chiều là gần như mười mấy người đó người nào cũng dỗ dài bàn cái chứ, số kỳ nó chắc là cái này là cái thói quen của những người khmer. thật ra ba nói ba về đây mới có nửa năm ba cũng đâu có hiểu hết được cái phong tục tập quán của người ta đâu. đã đến ờ ừ, thôi kệ đi mình nói nói nào ngay chứ mình cũng là bây giờ hiện tại ba nói là bây giờ ba lúc đó là ba là vua một vùng rồi nói về cò lái thương lái dưa là ba là vua một vùng đó tuy nhiên là cũng đừng nào cập nấy mình cũng để mặt người ta kệ đi chắc là phong tục người ta ta hay dỗ dỗ dai giống như người kinh mình gặp nhau bắt tay đồ vậy đó mà em thôi kệ nghe không xong đến chiều hôm đó nghe cái lúc mà khi mà ba tới ba trả tiền cho cái người cái người chủ cái chủ vườn dưa đó thì đáng lẽ ba là người mua được giá rẻ là ba phải là cái người hậu tạ người ta nó ừ thôi bây giờ tôi gửi anh cặp rượu tôi gửi anh thùng bia kiểu vậy đúng không nhưng ngược lại hoàn toàn cái người đó nói, thôi giờ, lúc lúc đó tới nhà người ta luôn tới một căn nhà căn nhà tường cấp bốn bình thường nó ngầm gần gần cái ruộng dưa đó nói, thôi à, đó, đó tiếng việt luôn nha cái người cái người cái người đó họ nói họ nói bằng tiếng kinh mình luôn á rồi, rồi mua dưa xong rồi thôi vô ngồi nhậu với tôi nay tôi trời ơi tôi anh mua dưa giùm tôi tôi mừng quá trời mừng luôn giờ nè tôi đồ ăn đồ ăn tôi đã xong hết rồi đó từ, từ, trưa nay tôi kêu đó, gia đình tôi họp lại rồi bắt đầu là làm đồ ăn đồ uống xong hết rồi mà rượu của bên tôi cũng ngon lắm thôi anh vô anh ngồi chơi với tôi uống ăn mồi khơ me uống rượu khơ me cho biết kỳ trời sao lúc trước mình trả giá thì ổng hung dữ lắm nha ổng còn chửi mình này nọ nọ kia mà bây giờ ngược lại mình mua dưa ổng giá rẻ là mình đang đè người ta đó là mình đang chơi kèo trên trên chơi trên đầu trên cổ người ta mà người ta lại mời mình ăn đã thì vì cái lý do đó bắt đầu nói, trời ơi, bởi vậy hả? mình nó xin mình dùng cái từ nó hơi nặng nha Đúng ơi, bởi vì cái tụi Khmer này nó khờ quá trời khờ. Mình chơi trên đầu, trên cổ nó không vậy mà nó không biết nó còn mời mình ăn. À, ừ vậy thôi, bây giờ mình vô mình ăn. Nè, là kiểu như vậy Mình vô mình ăn nên bắt đầu bà nói bà ngồi bà ăn món nào cũng ngon, rượu nào cũng thơm hết trơn. Bà nói trời ơi, bà ăn uống này nọ đồ. Hết kiểu như ngon quá chị ngon mà xỉn, không bất biết cái gì luôn đã mà lúc đó ba cũng đâu có tiền tài nhiều đâu tiền trả hết rồi bây giờ cũng đâu có sợ mất gì đâu đã nhưng khi mà ba xỉn quắt cần câu như vậy rồi khi mà ba mở mắt ra rồi đó, ba nằm ngoài ruộng dưa ba nằm ở ngoài cái ruộng dưa đó cái cái ruộng mà, mà gặt dưa rồi ba nằm ngoài đó như vậy đó trời ơi tôi bừng hừng hừng sáng mà bật qua người ba tức quá trời tức mà trời ơi mấy cái me nó chơi kỳ chơi nó chơi mình chạy vô đó mà khi, lúc này buổi sáng không sao nha đã là thay đổi thái độ hoàn toàn luôn vô trong đó nói ừ thôi giờ mua dưa xong rồi thôi được rồi đi đi mốt tôi không bán cho ông đâu ông trả giá dưa rẻ quá có hai gửi ký rồi rồi thôi rồi, đi đi có làm xa làm lạ sao mấy người khmer này người ta kỳ dữ trời mới ngày hôm qua còn vui vẻ thân thiết dỗ dai cười nói mời nhậu lum la tự nhiên nay kỳ quá đã xong cái đó bắt đầu là ba mới đi ra thì mùi tin không cái dưa của ba nhân tôi là tới buổi trưa hôm đó dưa của ba là ba đưa lên chợ cho bán thì chợ này chợ kia mỗi chỗ mỗi sạp vậy tấn hai tấn 500, 700 bảy kg gì đó thì 10 tấn ba chia ra những cái mối quan hệ của ba ba chia ra ba sang tay là 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 nó hết à Để đến chiều hôm đó là mình chỉ đi lụm tiền thôi đến chiều đó mình gọi từng người ờ ừ, là ông 700 kg là nhiêu tiền nha giá ông 7 ngàn nha giá ông 8 ngàn gọi người nào người đấy người ta chửi um hết trơn kêu cái gì chưa cái gì đâu mà giờ trẻ ra dưa bóng bóng hới dỗ nghe bon bon trời đất ơi tưởng nó đỏ lắm nha khách tới mua trẻ chơi nào chơi nấy trắng nhách trời ơi có trái mà còn dồi bỏ trống nó trẻ ra một cái nó xùi bọt này nọ đồ dưa mới giờ xuống xe tải mới xuống cái đạp còn bóng hới để chừng cả nửa tiếng hổ thúi mẹ rồi Di kỳ chứ mà trời ơi lúc đó ba không tin luôn ba gọi cho mười mấy người ba đưa dưa đó nha là người nào cũng nói có người đó thì người ta trả 33.000, có người trả 34.000, có những người trả 32 rưỡi mà mọi người phải hiểu như vậy nè. Cái trái dưa mà nó vốn 2.500 đó, bây giờ này nhân công thêm 500 đồng, ký nữa 3.000 nè. Mà quan trọng nhất là cái tiền vận tải, cái tiền vận tải thôi vậy chứ á, mà nó nó trên nó trên giá là chứ lắm. Cái tiền vận tải là 2.000 1 kg. Thì mọi người tưởng tượng đi là trái dưa hai gửi á, là nó lên 5 ngàn, 6 ngàn là chuyện là bình thường. Giao đến thương lái người ta là 6 ngàn. Mình bỏ 8 ngàn, 10 ngàn. Mà bây giờ á, dưa nó hư, nó thúi quá. Thì nó bây giờ chả bỏ ở chỗ đó 1 tấn đi. Ta cân còn 500 kg rồi, à, 500 kg kia hư. Là người ta chỉ trả tiền 500 kg thôi. Còn 500 kg kia là đem bỏ đó. Đã là đem đi đổ xong đó. Chứ bây giờ trả về cho ba phải lấy xe tải chạy về nó tốn tiền nữa. Mọi người hiểu không? Đó là cái dân kinh doanh dưa là như vậy. Tính toán như lắm cái xong mới ờ vậy thôi ờ à, ừ à, vậy thôi bắt hỏi những người thân cận nó thiệt anh ơi cái dưa gì đâu mà vừa mới xuống xe tải có khách tới mua trẻ cái dưa ra nó thú quát anh ơi kỳ quá à à rồi xong hết cái đám dưa đó đến buổi tối hôm đó ba tính ra ba lỗ bất tiền luôn kiểu như là lỗ mà lỗ khủng khiếp luôn mọi người là lúc đó còn được có mấy triệu bạc trong túi và coi thất bại khủng khiếp à thì lúc đó bắt đầu là ba ngồi ba ngẫm nghĩ là ba kêu rồi xong vậy là bị cái đám khơi me chơi rồi À là tại vì mình ép dưa người ta quá rồi này nọ đôi kia hèn kia nó dỗ dai nó cười nấu với mình này nọ đồ Thì thư yếm gì đó để quậy phá mình rồi bây giờ là dưa bán không được coi như lỗ luôn Đã rồi bắt đầu buồn bã quá trời quá đất bắt đầu là bà nó thôi Tạm thời ngưng à, Tạm thời ngưng cái nghề tại vì thời điểm đó chưa phải là cái mùa dưa nữa Rồi thôi để đi về nhà thăm nhà Đã rồi đó là cái đó là cái đoạn đầu của câu chuyện Đoạn đầu của câu chuyện là nói về cái chuyện mà thư ếm bùa ngải Đó được không thôi chưa kinh dị lắm Bắt đầu qua đến phần 2 À qua đến phần 2 Khi mà ba về đến nhà Khi mà ba về đến nhà bắt đầu đổ bệnh Về nhà chơi được chừng có ba bữa rồi À giấu luôn nha Vẫn giấu cái chuyện mà thất bại nọ đâu nha Không 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 có nói đâu Đã Về được ba bữa cái bắt đầu ho Ho dữ quá trời ho mà Ho nặng ho nề luôn nha Bắt đầu nó thôi để uh, đi bệnh viện Ừ, lên Sài Gòn đi đi bệnh viện lao phổi tim mạch này nọ rồi coi sao ho dữ vậy mà tại vì lúc đó ba mới vừa thua một trận dưa nó lỗ sạc máu như vậy luôn rồi ba không có muốn tốn tiền nữa đó rồi ba nói thôi thôi, thôi không đi không đi là gán trụ ở nhà được nửa tháng có lúc ba ho ra máu luôn ho quá trời ho rồi bắt đầu nó thôi bây giờ đi lên một ngày đây đó bây giờ bắt đầu lấy cây vàng ra bán bao xe du lịch đi lên trên chợ khám vô khám từ sáng đến chiều có kết quả đi về liền đã nói với ba vậy bắt đầu ba mới chưa đi thì mọi người biết là đưa lên trên một cái bệnh viện thôi chắc là mình cũng xin dấu tên à, một cái bệnh viện về bị bệnh lao này nọ rồi rất là nổi tiếng ở trên sài gòn của mình luôn nó nằm ở gần khu vực à, à, quận quận năm này nọ đó mọi người ha đã chắc là mọi người biết mà đã là kiểu như vậy em thì bắt đầu mới đưa lên đó thì cả nhà cũng không có nghĩ chỉ là chắc là nghĩ ừ lên khám rồi dụ như nhẹ nhẹ thôi là cho thuốc đi về đó rồi rồi, rồi còn nếu mà nặng nặng chút xíu thôi chắc nhập viện lại năm ba ngày rồi cũng đi về Đó, nhưng mà không ngờ mọi người khi mà vừa đưa lên đó độ khoảng chừng cỡ bác sĩ cũng thăm khám rồi đưa máy rồi xét nghiệm máu me cái gì gì đó chừng có hai ba tiếng đưa thẳng vô trong phòng chăm sóc đặc biệt luôn đó là nó ba nói là người ta bác sĩ người ta nói là thời kỳ cuối luôn là cứ như là rất là nặng giờ phải đưa vô phải là điều trị liền chứ không là bây giờ có thể là mấy ngày nữa là là chết cả nhà sất bất sang ban luôn không hiểu đâu sao tự nhiên sao mà nó, nó tiến triển nhanh như vậy đó rồi đó là như vậy nha tổng tổng quy tổng tổng quan là như vậy nhưng kể từng chi tiết nó là như vậy nè cái lúc đó đó khi mà ngồi trên xe từ chi tiết là lúc mà bao được cái chiếc xe du lịch nè ngồi trên xe đi thì bắt đầu là ba đó thì ông không quen ngồi xe đã ông đi xe đò mối lắm thì ông cứ ngủ rồi đã lấy lấy vỏ quýt này nọ đồ kẹp kẹp lỗ mũi này nọ đồ ngủ ba ngủ ba chạy xe chạy được chừng cỡ đâu 45 phút cái ba bật ba ngồi vậy cái ba cũng nói ủa nãy giờ ai nói chuyện âm sầm mà trong khi đó trên xe em ru lúc đó trên xe đó là có một cái người em của ba nè rồi có mẹ này với ba là có ba người thôi và ông ông tài xế nữa là bốn người là chơi cái bắt đầu nó ai đâu nói chuyện gì đâu không ông ngủ đi ông, ông thức hồi ông ối ra lại dơ xe người ta nó chắc chừng có tiếng mấy nữa tới thôi ngủ đi cứ ba nhắm mắt được chừng có 15 lăm phút mở mà, mà mở mắt ra cái bắt đầu ba hỏi nó ủa à, à, tài xế tao hỏi cái mày mày à, người kinh hay mày người khmer mày nói, trời ơi chú ơi chú giỡn hoài con nhà kế bên chú chú chơi với ba con chú hỏi kỹ chú con người kinh chú ơi làm gì người khmer dùng mình làm gì người khmer Ủa sao tôi nằm ngủ hồi nãy giờ tao cứ nghe cái giọng Khmer nói nói cái gì tao không hiểu con mẹ chứ bên bên cái lỗ tai của tao là nói xí xa xí xồ cái gì tao không hiểu ở đây mà người nào cũng dòm dòm cũng vậy Khmer gì đâu đây ông nội ơi trên xe bốn người người nào có người kinh ông nội ơi n mơ ma bậy tập bà nói cái gì Đà ha là đó là cái hiện tượng nho nhỏ là từ trên xe nhưng mà đó là lúc mà lên tới kiểu như cái khúc bức mỹ tho này nọ là, là, coi như ba thức luôn rồi tại vì ba đó là ba cứ nhắm mắt lại vừa vô giấc là ba nghe bên lỗ tai mình cứ có giọng khơ me nói 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 nói, cái gì á xì xa xì xa xì xa xa như là không ngủ được nó là thức luôn rồi bắt đầu là xe mới đưa lên tới trên bệnh viện đó thì rồi khi mà đưa lên trên cái bệnh viện đó lúc này đó là trong cái khoa cấp cứu lúc mà lên tới đây á là nó cũng khoảng cỡ chiều chiều ba bốn giờ chiều cũng rất là đông mà đây là một bệnh viện rất là nổi tiếng mà Đó thành ra là khi mà đưa vô trong cái khu cấp cứu á là nó băng ca mà nó tràn nó khỏi phòng luôn là nó rất là đông rồi thành ra là khi mà đưa vô thăm khám bắt đầu là người ta kê một cái băng ca cho ba nằm ở gần cái gầm cầu thang nó hơi tối và đây là bệnh viện về lao phổi lao phổi là nó truyền nhiễm rất là khủng khiếp đấy mọi người tưởng tượng là nó giống như là covid vậy đó. nhưng những người nào chưa biết thì mình nói mình nói cho dễ hiểu là giống như covid 19 vậy đó đeo khẩu trang là phải đeo từ 2 đến 3 lớp trở lên đã là phải tới phải tới nổi phải giữ dặn nó như vậy nha và phải, phải chỉ có một người vô thôi thì đương nhiên lúc đó là cái người em của ba là sẽ túc trực bên ngoài đã rồi để, 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 để mua sắm cái gì đó rồi gọi điện ra còn mẹ là bà ra vô ba ra vô ba ghi tên đóng viện phí đồ bla 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 gì đó rồi khai bệnh này nọ đó là đeo khẩu trang ba thì ổng nằm trong một cái góc Tối thui à trong phòng cấp cứu rất đông bác sĩ y tá điều dưỡng chạy tới chạy lui rầm rầm nhưng mà cái chỗ của ba nằm 4 giờ chiều nha nhưng mà nó lại u ám nó lại rất là tối và nó rất là vắng nó là hai cái thế giới hoàn toàn tách biệt mà nhưng mà nó chỉ kế bên nhau thôi nó cách nhau độ khoảng chừng cỡ 10 mét 20 mét thôi hai khu vực kế bên nhau thôi nhưng mà nó rất là khác biệt như vậy những người nào mà từng đi bệnh viện nhiều là mình nói như vậy là người sẽ hiểu ha ai nó từng mà đi trong không cấp cứu là sẽ hiểu nó sẽ có một cái đoạn là người nhà đứng ở đây cái người điều dưỡng hay y tá hay là không phải là bác sĩ đâu chứ là điều dưỡng y tá gì thôi sẽ đứng kế bên và bệnh nhân mình là sẽ nằm trên cái băng ca Ờ uh, tên gì người ta hỏi để mà người ta test thử cái sự tỉnh táo của cái mười cái người bệnh nhân đang nằm ở đó chú ơi chú tên gì chú uh, quê quán chú đâu à, chú bệnh đau đau nhất đâu, đâu? Hò, 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 đau đầu ho 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 đau đầu nhất chỗ nào đâu ta để cái tay được khám. có là thăm khám và hỏi thông tin để test cái độ tỉnh táo là có mẹ đứng kế bên được chưa rồi thì xong cái giai đoạn đó bắt đầu là người ta lại đi nhập thủ tục này nọ đồ mẹ chạy tới chạy lui đóng viện phí cái khoảng chừng có đâu 15 phút 20 phút cái mới đầu là mẹ dòng lại cái bắt đầu bao lúc đó không mệt rồi ông nằm xe ông mệt đi xe ông mệt chứ ông mà vẫn còn tỉnh táo nhưng bà ơi bà ra bà khai bà lấy giấy tờ bà ghi tên ghi tuổi tôi đi đó rồi rồi lấy đi rồi bà đưa cho người ta đi chứ để người ta hỏi hoài ai hỏi gì hỏi hoài ông nội có bác nãy y tá vô đứng kế bên tôi hỏi lần xong rồi xong có thông người ta có thông tin rồi người ta tôi tù, tôi mới vừa tạm ứng cho bệnh viện đây nè hỏi cái gì cái gì hả nói sao nãy có ai đứng mà hỏi hỏi tôi hoài Nói này ông chắc ông mệt quá ông mới đâu mời mệt quá làm gì từ lúc ngồi xe giờ mới tầm bậy tầm bạc cái bà mẹ lấy cũng chạy ra mua này mua nọ 15 lăm phút cái vòng vô cái bác ơi bà ơi sao đi bà nói với người ta đi cái gì đâu mà ba lần bốn lượt cứ hỏi có cái tên không mà hỏi hoài hỏi nhà ở đâu nơi cư trú ở đâu là tạm chú tạm vắng cái gì đó hỏi hoài tôi mệt quá đã tôi vô cấp cứu tôi nằm đây tôi mệt tôi thở không nổi mà tôi ho chết mẹ tôi ở đây mà sao cứ hỏi hoài ai hỏi cái gì tôi không có biết tôi nằm ở đây nè ai đứng ở trên cái đầu nằm tôi đó mà tôi mệt tôi không có dở cái đầu đó được cứ đứng cứ hỏi tôi ông tên gì nhà ông đâu vô đây bao lâu rồi bệnh gì vô đó cứ hỏi hoài vậy nhà có mấy đứa con có vợ đó, cứ hỏi 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 tùm lum hỏi y như là điều tra chứ không phải là bệnh bệnh nhân ủa ai hỏi tao mẹ mày đi ra bà hỏi điều dữ mà kiểu ủa chồng tôi nãy khai rồi nha chồng tôi nãy thông tin này nọ đầu tên gì tên gì là đưa rồi ngang đừng đừng ai hỏi nữa ngang ừ, hỏi chi hỏi hoài Thì tới đường dưỡng đến ai mà hỏi bà nội ơi ai mà hỏi cô có ai đâu mà hỏi hỏi một lần một à chút xíu nó hỏi nữa chút xíu nữa cái đi vô cái bắt đầu là ổng ông, ba ổng ổng tức quá ông cứ đập đập trên cái băng cam kia cái... trời thần đất quỷ tôi bực quá trời bực nó tới nó hỏi tôi hoài hết người này người kia hỏi mà bắt đầu mày hỏi ai ai mà biết ai lần người này lần người kia cứ ai cứ mạnh ai nấy cũng hỏi ba bốn lần là ba bốn người khác nhau cứ tới hỏi ông tên gì ông bị gì ông vô đây đó rồi còn đó, nó, hỏi gia phả hỏi tùm lum tùm la quê quán ở đâu khúc nào rồi nói đâu hỏi tùm lum tùm lá trên cái mày nói sao nãy giờ mình ngồi ở đây mình ngồi cũng gần gần mình đang đợi đọc tên mình đóng viện phí gì đó mình nhìn ổng mình thấy ổng nằm có ngên rồi đó mà ngay góc cầu thang hơi tối tối thiệt nhưng mà thấy ông nằm có ngên đâu mà có ai hỏi đâu ta kỳ vậy ta à, đó là cái hiện tượng tiếp theo mọi người ha thì mọi người phải hiểu lúc đó đó không có ai nghĩ đến chuyện ma cỏ chứ đã bước vô trong tới bệnh viện mà trong cái giai đoạn mình đang cấp cứu mình đang chờ có nhập viện hay là khám khám gì là không ai nghĩ đến ma người ta chỉ lo là bệnh nặng hay nhẹ tốn viện phí bao nhiêu có nhập viện hay không thôi là chứ không có lo ma lo cỏ gì đúng không rồi thì bắt đầu là đến là lúc đó đó ba tiếng đồng hồ sau đó bắt đầu là bác sĩ chính bác sĩ luôn chính cái người bác sĩ mà chắc là bác sĩ cũng giữ dàn ông đó ông cũng tóc bạc mẹ kể tóc bạc cũng lớn rồi cũng hơi tròn tròn ông đi ra ông nói thôi bây giờ là nặng nha đó tôi xét nghiệm nãy giờ xét nghiệm máu coi là nói chung là cũng nặng đó bây giờ là sẽ đưa vô trong phòng kia mà đã đưa vô trong cái phòng đó rồi đó nghe là trong đó là cái khoa nó nhiễm dữ lắm Thành ra là người nhà đi ra đi vô là phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đồ đàng hoàng rồi. Thân nhân này nọ đi về hết đi. Cho đúng một người nhà ở lại thôi. Là cái này là coi chừng nhập viện tôi nói tôi nói trước đó nghe. Ca này là tôi nói không có ca nào mà dưới một tháng hết trơn á nhập viện lâu dữ lắm người nhà coi như chuẩn bị tiền rồi quần áo rồi chỗ ở này nọ rồi sao gỡ vô đi nha là bắt đầu là nhập vô đây nhập viện luôn mà mỗi một ngày như vậy đó là người nhà là chỉ vô thăm được khoảng cỡ nửa tiếng 45 phút để vệ sinh rửa rái rồi bắt đầu là à, giống như là chu cấp lại đồ ăn đồ uống xong rồi đi ra còn ở đây là y tá bác sĩ người ta lo chứ trong đó là nhiễm dữ lắm không có được vô lâu đâu Rồi tôi nói là sức mất sang bang có gì kỳ vậy tưởng đâu nhẹ nhàng đi về thấy ông khỏe ru mà mà sao tự nhiên nặng dữ vậy bác sĩ Ờ, à, cái này nó vậy đó mà tôi nói là sao mà bệnh tình ông này thấy ừ cũng đúng nha là không có dấu hiệu gì nhiều mà sao tiến triển mạnh nặng quá à à từ nhẹ mà chuyển thẳng sang coi là coi như là gần như là thời kỳ cuối luôn quá trời nặng rồi ông bác sĩ ông còn bất ngờ bất ngờ như vậy không hiểu lý do tại sao đó mùa thấy nó kỳ lạ chưa rồi cái bắt đầu bắt đầu là à đó bắt đầu là nhập viện vô trong đó để mà ở trong đó thì để cho mọi người nắm rõ được câu chuyện thì mình xin nói như thế này đây là bắt đầu là kết thúc cái phần thứ hai là tới khúc này đó là những cái uh, vung những cái vong hồn quậy phá này nọ đồ của những người khmer mà người ta người ta phá ba đó là coi như là cũng đã kết thúc ở đây theo như mình hiểu cái câu chuyện mà này bạn gửi là đó nó là như vậy nó đã kết thúc ở đây bắt đầu là từ cái phần ba khi mà bắt đầu ba nhập viện vào nha ba ở trong đây khoảng chừng có hơn 3 tuần lễ chỉ hơn 3 tuần lễ là ba về thôi đó và ba còn sống luôn đó, tuy nhiên là cái phần bắt đầu phần thứ ba này đó là không nói về những cái vong như khmer nữa mà là nói về những cái vong hồn ở bên trong cái bệnh viện này thì à, đầu tiên cái thông tin đầu tiên á là lúc đó là mẹ nói là quý một ngày vậy vô thăm ba được có 45 phút một tiếng thôi là mẹ cũng cứ vòng vòng bệnh viện mẹ đi bộ qua công viên rồi đi căng tin đồ này nọ vậy đó mà không đã rồi bắt đầu là được nghe những người dương khi mà vô căng tin á mà mà ngặt cái những trong bệnh viện có những người, người ta vô duyên lắm hỏi thăm nhau nó ừ là chồng chỉ tên gì nằm khoa, khoa nào á vừa nói số khoa ra xong cái mấy bà mấy bà mà kiểu như cái miệng mà vô duyên nhiều chuyện á trời đất ơi nặng dữ vậy hả chị chị biết không cái khoa ở trong đó đó nghe tôi nghe nói nha trăm người vô á được chừng cỡ một hai người đi ra còn nhiêu là nằm luôn ở chổng luôn á chị ơi trời đất ơi đã chồng con ta đang bệnh tật vậy mình nói câu nào nghe cho nó hay không nói một câu giống như là gọi là đừng kiểu như là tạt nước sôi vô mặt chứ đừng nói là tạt nước lạnh vô mặt tạt nước sôi mà trời ơi vô đó trăm người ra được chừng có một hai người rồi chị mà ổng nặng không Ông nặng cỡ nào chị trời ghê ghê quá vậy nha thôi hình ra là vô coi thăm ngày được nửa tiếng 45 phút vô cho ông vui đi ráng ông vui được nhiêu hay ngay nhiêu chị giống như là bà đó bà xác định là là ba sẽ chết luôn vậy đó <laughs> nó vô như nó như vậy nó sẽ chia ra từng cái giai đoạn trong vòng khoảng cỡ 5-7 ngày đầu tiên thì cứ mỗi lần mà vô như vậy đó bắt đầu là ba ông nói là buồn quá Ông chỉ muốn về thôi bây giờ trong đây chán quá không ai nói chuyện ngay trong cái phòng bệnh của ba như vậy là cái phòng đó bốn người mà bốn người bệnh không không hề có thân nhân nha đúng đúng bốn phút đó là có là thân nhân bốn người vô thăm hết 45 phút rồi đi ra coi là kiểu như là 90 phần phần trăm thời gian 95 phần trăm thời gian là bốn người bệnh nhân với nhau không mà toàn là bệnh nặng không mà nói chuyện có được đâu mỗi người nằm giường nằm im thinh thích như vậy không ai nói chuyện với ai thì ba nó trời ơi buồn quá chán quá không ai nói chuyện hết trơn buồn đã là trong vòng hai ba ngày đầu là ba thang như vậy bắt đầu đến những cái ngày thứ tư thứ năm là bắt đầu tới một cái hiện tượng gọi là hồi dương một hiện tượng nhỏ nhỏ là hồi dương là lúc đó là là, là 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 vô cái bắt đầu là ba mới dặn ba mới nói ba mới kêu đi, lấy điện thoại ba gọi bắt đầu là ba gọi nha đầu tiên là ba dặn mẹ ờ ờ à, ông bà ở nhà đó là bà nhớ từ lúc mà tôi làm dưa đến giờ có còn nhiều cây nó ừ cũng còn được chút đỉnh mấy cây vậy vậy đó nó ừ bà để đó để uh, uh, sau này để dành để cưới uh, chồng dựng dựng vợ gã chồng mày nói kia đó là cái nhà mình ở đằng sau nhà nó cũng hơi dột đó bà coi như bà lấy chừng cơn chỉ hay chỉ bà cũng mua to thì bà lọp lại dặn Xong bắt mượn điện thoại gọi cho từng đứa con trong nhà nó ừ thôi con ráng đi học ngang đó nếu mà ba không có kế bên con là con ráng Rồi đó là trời ơi dặn dòn cái hiện tượng mà hồi dương như vậy mọi người hồi quan phản chiếu mà kiểu như là khỏe khỏe mà gọi điện dặn mẹ, rất là lo trời đất ơi không lẽ giờ đúng như bà kia bánh nói ta không lẽ giờ dặn dò xong một hai bữa nữa ông đi buồn dữ dằn buồn luôn mọi người ơi nhờn đã tới qua cái giai đoạn thứ hai là bắt đầu sau một tuần lễ cũng vô thăm tại vì ngày nào cũng 45 phút vậy vô thăm này nọ rồi cũng nói chuyện cái bắt đầu tự nhiên hôm nay thấy bà vui à thấy ba vui ba cứ như là cái tinh thần bác cũng rất là phấn khởi nọ đồ vui vẻ nọ đồ mà ba lại nói như vậy nè nói bà cứ ấy đi được rồi dạo gần mấy bữa nay đó là có người nói chuyện này có người nói chuyện với tôi rồi nói ai ai nói chuyện với ông nói tôi cũng không biết nữa hình như là người nhà tại vì tôi không thấy mặc đồ bệnh nhân tôi thấy giống như là thân nhân người nhà của những người ở đây đó dội vô, vô nói chuyện vui lắm rồi rồi quen ông Sáu, ổng đâu dưới cà mau đó Ông nói ông Cà Mau, ông lên đây ông trị bệnh đâu mà, ông ở trong đây là năm mấy hai năm, trời ơi trong đây công nhận có những ca bệnh nặng ghê trời, ở trong đây năm mấy hai năm trời chưa về luôn, đó mà vô nói chuyện tôi hỏi thăm rồi vui vẻ lắm, ông à, lớn tôi 2 tuổi, đó rồi trời ơi còn 7 nữa. Đã, ông Bảy nữa, đó ông Bảy đó, ổng ở đâu với miệt Đồng Tháp đó, ông ở trong đây, ông, nói, ông ở đây 6 tháng rồi, trời nói quá, trời nói luôn mới nói, ủa ai ta ba nằm trong đó là cái cái phòng gọi là cách cách ly phòng đặc biệt chăm sóc đặc biệt lao phổi mà dạng nặng mà thời kỳ cuối mà ai vô mà nói chuyện rơm rã vậy 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 là không lẽ bác sĩ điều dưỡng ta không làm đã xong cái bắt đầu là khi mà mẹ đi ra mẹ cũng hỏi thăm người này người kia tao nói trời nó hơi ở đâu ra mà 6 tháng năm trời đất ơi vô đây chừng cỡ tháng 2 tháng dữ lắm hai tháng trời bây giờ sống thì chả về chết thì đem chôn thôi chứ còn hay đâu mà bệnh 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 nặng mà thời kỳ cuối mà ở đâu mà sáu tháng một năm năm mấy hai năm làm gì có chắc ổng mệt quá ổng bệnh rồi ổng mê sảng ổng nói vậy đó chứ làm gì có đâu đã là ba luôn ba nói là cứ ngày nào vô ba cũng nói là có lúc thì nói là chú sáu có lúc chú bảy có lúc chú tám có lúc trời thằng kia nó trẻ lắm nó chừng nó bằng tuổi thằng con mình thằng đó thằng chín là rất là, cái kiểu như ba nói là có gì mà toàn là ban đêm không Mà nói là khoảng chừng cái tối 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 gì đó là người ta tới người ta nói chuyện với tôi nói chuyện này nọ đồ rơm rã dữ lắm luôn đó là ngày nào cũng có một hai người tới nói lúc người này lúc người kia lúc người nọ tên tuổi mà mẹ nói ở đây là mình kể vắng tắt thôi tại vì mình không có nêu tên những người đã chết nhưng mà mẹ nói là ba nói ra tên cúng cơm luôn á nói họ tên địa chỉ quê quán của cái người đó ở đâu nó làm nghề gì rồi vô đây bị bệnh như thế nào là ba nắm hết ba nắm hết tất cả những cái người mà đã từng tới để mà nói chuyện với ba mà nếu mà bà, mẹ nói nha chừng cỡ đâu chừng cỡ năm bảy ngày gì đó tụ chung lại chắc cỡ hai chục con người có nó cỡ hai chục người tới nói chuyện với ba thì ở đâu ra trong một cái bệnh viện mà nó nặng nề nó như vậy thế nó kỳ kỳ không đó là đó là cái đó là cái giai đoạn tiếp theo như vậy lúc này nó theo như cái cái phát đồ mà bệnh này nọ đồ của ba thì bệnh ba là càng ngày càng nặng nha. lúc đó ba ốm dữ lắm rồi còn có bốn mấy kg mà lúc mà ba nhập viện vô là ba sáu mấy ký đó là cũng cũng được được người bây giờ là ba còn có bốn mấy kg ốm dữ lắm bệnh cứ là về khoa học và bệnh tình càng ngày càng nặng được chưa đó là nhưng mà về cái gọi là cái tâm linh mà về cái gọi là cái cảm xúc của ba thì lại đi lên lại ba lại càng ngày càng vui vẻ này lúc nào vô mọi người tưởng tượng đi một ngày vợ mình vô thăm mình có 45 phút mình dặn dò giọng dặn dò toàn là ừ rồi nãy tôi gặp uh, chú hai nãy tôi gặp uh, chú này chú kia nói chuyện đồ vui lắm mà không thèm hỏi thăm mẹ luôn á toàn là kể về những cái người bạn gì đâu không à đấy nhưng mà mẹ nói như mày nè vui là được tại vì theo như cái phát đội vậy là lúc đó là mẹ đang nghĩ thôi chắc là trước sau gì ba ông cũng đi thôi đó thì bây giờ thôi kệ đó cho ba ổng vui được ngày nào hay ngày đó là mẹ đã xác định rồi nó gọi về nhà lại nọ đồ là đã chắc xác định rồi đó nó thì chắc là không 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 được đâu không sống được bao lâu đâu nặng lắm rồi đó nhưng mà ba ổng ổng vui được ngày nào hay ngày đó thấy không bắt đầu qua đến cái giai đoạn cuối cùng là lúc đó bắt đầu là tới cái uh, tuần cuối cái tuần lễ thứ hai đó chuyển qua cái bên tuần lễ thứ ba đó là độ khoảng chừng cỡ đâu 15-17 ngày đó đó cái lúc đó bắt đầu ba luôn nói vậy là vô bà gặp là ba nói là những cái người đó họ không tới nói chuyện với ba nữa mà ba luôn dặn dò mẹ như thế này nè nói bà ơi tôi thấy trong người tôi thấy cũng ổn ổn đó tôi nhắm chừng đâu nghe tôi nhắm chừng đâu độ chừng cỡ mấy bữa nữa thôi tôi về đã tôi về nhà được rồi nghe không mà tôi nói rồi nghe lần này là tôi về nhà nọ đồ là mấy người bạn tôi á là người ta tới nhà chơi nữa là bà không có rầy la nghe không bà có cái tật bạn bè tới nhà chơi bà làm mồi màng nhậu nhẹt cái nọ bà hay nhăn nhó lắm nha đã người ta ở đây là nhờ người ta vậy đó mà tôi uh, sống vui sống khỏe trong đây à đó tôi mà về tới nhà rồi đó người ta vô nhà tôi người ta chơi tôi kêu người ta vô nhà chơi nha là bà không có nói tới nó luôn nghe không đó tôi nói rồi nghe không trời đất ơi thôi đi ông mà tôi nói ông nghe nha ông mà về ông mà hết bệnh ông về tôi cúng heo quay luôn tôi đãi tiệc cho hàng xóm láng giềng nọ đồ qua chơi nọ đồ ông yên tâm đi rồi mấy cái người nói những cái người quen của ba à đời, chú sáu dưới quê chẳng hạn gì phải không đó rồi chú chín ở dưới quê hàng xóm mình á anh cứ qua chơi thoải mái tôi không rầy nữa không tôi không có chơi với mấy người đó nữa đâu tôi chơi với mấy người bạn mới tôi à đã là mấy người mà, mà người ta vô thăm tôi nè là bữa mà tôi về tới quê là bắt đầu là người ta về thăm tôi đó đã ta thăm tôi người ta nhớ tôi ta, về đến quê mình người ta vô ta thăm tôi là bà nhớ rồi đón tiếp người ta đàng hoàng nghe không tôi, trời đất ơi ừ tôi biết rồi ông yên tâm đi ngày nào cũng dặn như vậy cả ngày nào cũng dặn và mọi người tin không nó giống như là một cái kỳ tích luôn có nghĩa là trong vòng một tuần lễ cuối cùng là cứ mỗi một ngày là ba tiến triển tốt mà chỉ trong vòng mọi người tưởng tượng là bệnh lao mà gọi là gần như là thời kỳ cuối nó nặng tới nỗi như vậy bác sĩ toàn lắc đầu không toàn là thường gần như là kêu là thôi mua hòm để sẵn ở nhà tưởng chết rồi đó nhưng mà sau đó bắt đầu bác sĩ gặp mà ông cũng bất ngờ nói, ừ nói, hôm nay được kiểm tra lại thấy cũng tốt nha mà sau cái người này họ ngộ chồng bà ngộ quá à. bệnh nặng xuống thì cũng rất là nhanh mà bây giờ tiến triển tốt lên cũng rất là nhanh luôn trời tôi cũng không hiểu nha cái này là kỳ tích nha Đúng là trong khoa học Trong bệnh tôi là tôi tiếp bao nhiêu ngàn Thì có Lâu lâu vẫn có trường hợp về mà hiếm lắm Trời đất ơi 10 ngàn người Chưa chắc có người đó nên chồng bà hên dữ vậy nha Đó bắt đầu là mẹ cũng phấn khởi Cũng vui là đúng 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 một tuần lễ sau là xuất viện về đó là chừng có hai ba ngày cuối là khỏe rồi là tính là cho về rồi đó nhưng mà thôi bây giờ gán ở lại kiểm tra hai ba ngày con sao là trong vòng hai ba ngày đó là người ta cho phép ba đi vòng vòng luôn ra khỏi cái khu đó luôn đi vòng vòng qua bên công viên này nọ đồ đi chơi như bình thường chỉ là không có cho về để người ta kiểm tra là lần cuối là sau hai ngày đó là bao xe là đi về là khỏe ru luôn mọi người à là khủng khiếp đến nỗi như vậy nha bắt đầu mừng trời, trời cái nhà mừng lắm về đến nhà làm tiệc làm tùng này nọ đồ vui vẻ dữ lắm luôn kìa karaoke karaoke đồ rất là vui đã đó là bắt đầu là kết thúc cái phần thứ ba là cái phần mà ba gặp những cái vong hồn ma nào đó ở trong bệnh viện mà ba nói tên bắt đầu đến à, cái phần phần bốn chưa biết có phải là phần cuối không bây giờ cho là là phần bốn lên thì sau khi mà ba xuất viện ba về cũng vui vẻ rồi đó kia bắt đầu có những cái hiện tượng cứ độ nửa đêm lúc ba, ba với mẹ vẫn ngầm ngủ, ngủ chung một phòng cứ tới độ nửa đêm vậy cái bắt đầu ba không ngồi dậy thì do là mình cũng biết là ba khỏe lại rồi nhưng mà vẫn còn là bệnh vẫn còn là cái người mà người ta mới mới vừa hết bệnh mà mới vừa trải qua cơn nguy kịch mà thì bắt đầu mẹ ba lo lắm ba không vừa bật ngồi dậy cái ông đâu vậy đi để tôi dắt ông đi uống nước đi đừng nằm đi để tôi rót nước cho bà nằm ngủ đi tôi ra tôi nói chuyện với bạn tôi xíu một hai giờ đêm nói chuyện với em nội ơi mớ bậy bà sao tự dạo ông bệnh đến giờ ông mớ nhiều dữ vậy ông nội ơi tôi nói để ý nghe trước khi ông bệnh ông đâu có mơ mộng này nọ đâu bậy bạ đâu sao mà từ từ rài bệnh đến giờ mớ gì mớ cái gì mớ người ta đợi tôi bà bà cứ ngủ đi nha để tôi ra tôi nói chuyện với người ta nghe không rồi bà không có đi ra bà nói chuyện với người ta mất công lắm nha tôi không có thích đâu à để tôi nói chuyện riêng với người ta đó cái mẹ cũng à, à, cũng nằm xuống cái bắt đầu là mẹ cũng nằm xuống như thôi ba vừa đi ra là mẹ đi theo chứ bộ đi theo thấy ra đứng ra à, ra mẹ bắt đầu là ba ông ra ông đứng bới giai đoạn đầu á mỗi một phần mình chia ra nhiều giai đoạn nha thì cái giai đoạn đầu là cái người bạn của ba đó là đứng ở hình như đứng ở ngoài đứng ở ngoài cổng không có vô trong nhà được tại vì nhà với dưới, dưới quê cũng thờ cúng mình nọ đồ dữ lắm đứng bà nói chuyện nói mình nói chú ba vậy nó kiểu vậy đó nữa anh ba trời ơi thôi đi, đi vô nhà Ủa, vô không được hả rồi rồi tháo tháo hả tháo này hả tháo kiểu kiểu như những cái cương bắt quái những cái đồ mà chấn yểm mà nó những cái lá bùa ở dưới quê hay có tháo tháo này hả Đó, rồi 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 thôi để, để 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 mai tôi leo tôi tháo trời ơi đường xá xa, xa xôi đêm hôm đi xuống tới đây đi xe cực không anh ở nhanh lắm hả nhanh lắm à sao thì giờ anh thăm tôi giờ nói chuyện xong rồi chừng nào anh về chở nữa ngủ lại không tôi sắp xếp đi ngủ đi rồi sáng mai rồi tôi kêu bà nấu cháo cho ăn làm sao à nói chuyện chơi nữa ừ rồi 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 khỏe anh ha à rồi 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 rồi, 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 rồi. Đã, trời ơi đứng nói chuyện tỉnh bơ mà mẹ bà đứng trong buồn bà dình bà không có dám bước ra bà bước ra là ba thấy ông thấy là ông la bà mẹ bà cứ đứng trong buồn bà cứ ráng bà dòm dòm bà mẹ nó có thấy ai đâu ta sao chồng mình nói chuyện với ai mà nói chuyện nghe như thiệt vậy đó như thế là có ai đâu trời ba là ba nào mình ra thì đã trong cái đó thôi nói chuyện được khoảng chừng cỡ mỗi mỗi một lần như vậy 15 20 phút nửa tiếng là ba mới không đi vô đã không đi vô cũng nằm cũng ngủ xuống nó trời ơi, mừng quá anh ba ảnh trên bệnh viện á ảnh trên bệnh viện á, mà ảnh ảnh chưa có hết bệnh ảnh nói với tôi là ảnh chưa có hết bệnh đâu á ảnh còn chờ ảnh mà ảnh xin xin phép xin phép bác sĩ anh về anh ghé anh nói chuyện với tôi mấy câu được chừng có nửa tiếng giờ anh anh vọng trở nên anh vô bệnh viện lại rồi trời tôi nói quý ghê thiệt là quý chứ tôi nói tình làng nghĩa sớm chồng sớm để thiệt mấy chục năm nay mà không quý bằng người xa lạ vậy ta thương tôi ghê cái mẹ mà cũng nói ủa ông nói chuyện với ai sao tôi đứng tôi giờ mà tôi có ai thấy ai đâu nội rồi sao mà bà thấy được mà thôi tôi đã dặn bà rồi để tôi nói chuyện riêng với bạn tôi mà bà, bà lén lúc bà ngó làm cái gì thôi nên tôi bỏ nha từ nay chứ sao để tôi tôi nói cho ông ta nhờ người ta vậy là tôi mới còn ở đây đó bà nội ơi chứ không tôi chết rồi đó. người ta nói chuyện tôi tôi vui vẻ tôi phấn khởi bệnh tĩnh nó mới đi đó Đi bà cứ vậy không đã là rầy mà ba cái lúc đó mà tưởng tượng đó là trước đó có thể là mẹ bà cự nha trước đó là mẹ ba cũng giữ mẹ ba cự nhưng mà tại vì ba không mới vừa hết bệnh một tưởng tượng là một cái người mà giống như là gọi là bệnh mình xin lỗi giờ là bệnh ung thư mà được xạ trị thành công đó mình cưng như cưng trứng mình hứng như hứng hoa vậy đó không có dám cãi đâu đã mừng lắm thôi cũng, cũng kệ im như vậy ba bốn bữa là bắt đầu ba sáng hôm sau nha ba lấy cầu thang rồi ba leo là ba tháo mấy cái lá bùa tháo gương rồi nọ rồi hỏi đó, thì ba không có nói ba hỏi nói, mấy cái này cũng cũ kỹ rồi đòi đòi để đi từ từ, từ múc tôi mua cái mới tôi gắn cứ tha, bàn thờ là không dở rồi bàn thiên bàn này bàn nọ là không dở đâu nha đã chứ mà còn mấy cái lá bùa mấy cái này cái kia đồ là ba tháo hết tháo nhưng ba cái xương gồng chân gà rồi đó chân yểm mà ma quỷ rồi đó đồ là ba tháo ba dục hết như vậy đó đó là cứ ba bốn ngàn lần thì những cái giai đoạn sau là từ ở ngoài cổng đi vô được tới trong sân từ ở ngoài sân để mình kể vắng tắt luôn từ ở ngoài sân đi vô tới trong nhà có lúc ba ngồi ba bàn khách mà ba ngồi nửa đêm á ba ra ba ngồi mới ngồi dắt chân lên ngồi giống như là kiểu nhân miệng Tây mà phải không mới ngồi dắt cái chân lên gì nè. Đó ngồi nói chuyện nói để uh, tao nói mày nghe bởi vì uh, cái bệnh này nó cũng lâu hết lắm giống ba đang nói chuyện với một cái người nhỏ vế hơn ba giống như là vai vế là em hay là cháu của ba bây giờ tao nói gì đó, chú mày từ từ thôi không không sao hết trơn á thì, đi. tại vì người nhà bệnh tình thì nó tốn tiền tốn bạc dữ lắm mày ơi nó không có gì là là nói chuyện cỡ nửa tiếng đồng hồ gì đó xong cái ờ thôi về nha đi ba đi ra luôn ba đi ra ba mở cổng rồi thôi về đi bữa nào rảnh xuống đây chơi nha ba đóng cổng ba đi vô ba nằm ba ngủ y như có một cái người khách mà thiệt lúc này là không phải một mình mẹ đâu những người con ở trong nhà luôn đó rồi bạn bình này nọ thấy cái cảnh nó kỳ quá nói má nói mẹ 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 sao vậy ba không bị gì vậy từ rài ổng chơi bệnh viện về cứ đêm hôm nói chuyện với ai nói chuyện với mình ổng mới kỳ quá vậy kia mẹ nói mẹ mẹ nói thôi kệ đi ổng nhầm khi ổng bệnh quá rồi cái đầu óc ổng bị có vấn đề chút xíu thôi cứ kệ đi con miễn sao ổng là ba mày ổng còn sống đến giờ mừng ở trên đó nha cái khu cái 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 cái, cái khu ổng ở cái phòng ổng ở đó 100 người là về được có một hai người đó mà ổng rất là may mắn ổng về được vậy là thôi đó là nhiều khi là thuốc thang rồi nọ đầu dập vô dữ quá rồi ổng bị cái hệ lụy chút xíu thôi thôi để từ 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 mình kiếm cách mình cho nó hết không sao hết lúc đó tới đổi là mẹ bà vẫn còn nghĩ là ba không đang mắc căn bệnh gì thôi chứ cũng không, không có nghĩ là 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 ma cỏ gì cả và mỗi không cái cái chuyện đó nó xảy ra trong vòng khoảng cỡ ba bốn tháng trời ba bốn tháng trời luôn nha thì rồi bắt đầu là đến cái giai đoạn này hình như là họ mẹ cũng không biết chính xác nha mẹ mẹ chỉ mẹ chỉ kể là do bạn bình nữa chắc là có thể là họ đã dựa vào trong người của ba tính tình thay đổi mọi người mọi người tưởng tượng là đây là đây là một cái lời kể của một cái người vợ sống chung với chồng mình mấy chục năm hai ba đứa con rồi mọi người cái ăn cái mặt cái nết mình nói xin, xin lỗi là ổng kiểu như là mình nói ổng xì hơi thôi là biết cái mùi là cái mùi của ổng luôn nó mình nói như vậy để mùi hiểu được là hai vợ chồng người ta sống với nhau mấy chục năm trời rồi đó thành ra là thay đổi một chút xíu là biết liền chê kiểu như là chê món này chê món kia rồi mặc áo này thì ừ sao xấu quá đó là những cái tính nết nó thay đổi rồi cọc cằn rồi la ó này nọ đồ trong gia đình mà nó nó chỉ nhỏ thôi để mà người nắm được là 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 trời sao họ nhập vô vậy mà không phát hiện, không kêu thầy tìm. Cái thời gian đầu nó rất là nhỏ. Bình thường ăn đi ra đi vô mình thường nhưng mà tới cái món đó bình thường là cái món khoái khẩu của ba thì ông lại không thèm ăn. Đợi nay tôi nấu cho ông ăn Món này ngon Món ruột ông, ông nội ơi Sao ông ăn bắt cơm rồi Món này ăn cái gì Mặn chát Ăn cái gì mà ăn Đó là những cái điều Nó nhỏ nhỏ vậy Cái áo lúc trước Là mua về cho ba Mẹ bảo mua về bà tặng ba Ông rất là khoái Khi mà ông bệnh thì Trước khi bệnh Ông mặc cái áo đó Ông đi khoe Ông mặc hoài Mặc hoài luôn Cứ tuần lễ mặc hai ba lần Giờ thì không thèm mặc tới Mà cứ ông tắm rửa Ông đưa đồ cho ông dục rồi, rồi, Cái áo này màu mèo Kiếm cái áo khác mặc này. Đó là có những thay đổi chút chút xíu, chút xíu, chút xíu như vậy. đã rồi có đôi khi nói chuyện với con cái thì nói chuyện ba con hay là nói chuyện rồi mày tao này nọ đúng không? thì nhưng mà lại sưng hô một cách nó hoàn toàn là xa lạ. đã ví dụ như đang nói chuyện với con kêu mình kêu bằng con nó kêu em, kêu em xưng anh, nó nó kỳ nó kêu kêu em xưng anh rồi kêu lộn tên này nọ đỏ đó nó. là trong vòng khoảng có một hai tháng nó cứ nhiều hiện tượng nó xảy ra như vậy. thì nhiều quá rồi bắt đầu là người nhà lúc này bắt đầu là mới ngồi xuống mới tổng kết lại từ đầu câu chuyện mọi người tưởng tượng là từ đầu giờ mình kể từ lúc ba xuống trà vinh ba làm cái gì đó mà lúc này người nhà vẫn chưa biết cái vụ mà ba đè giá mà bên những cái người mà bên comment đâu nha không biết nha đó chỉ biết là ờ ừ, là gọi lên ba không gọi lên đó là có cái nhóm người nào đứng trước nhà nói chuyện tới lui mà tôi nói giống như ma không cãi đó cái rồi sau đó bắt đầu là ổng kể là nhậu nhẹt gì đó xong rồi bắt đầu là bị bỏ giữa ruộng dưa rồi dưa cái gì 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 đó xong rồi lên đây cái bệnh rồi vô bệnh viện rồi nói có ai hỏi tới hỏi lui rồi trên đường đi bệnh viện nghe tiếng comment tổng kết lại hết tất cả những cái phần những cái giai đoạn mà mình kể với mọi người nãy giờ cái giống như ba bị người âm theo mà quan trọng là cái người âm mà đang theo ba như vậy ấy, là cái người khơ me ở dưới trời dinh hay là những người trong bệnh viện nhưng mà theo những gì ba nói thì đây là không phải là những người khơ me mà là những người trong bệnh viện người ta theo đã mới đầu đứng ngoài cổng sau đó vô tới sân bây giờ vô tới trong nhà Dựa vô luôn rồi thay đổi tính nết đầy nọ đồ luôn rồi đã là không ổn bắt đầu là mới kêu thầy không kêu thầy nhờ ông thầy đó ông tới nhà ba ông sách dao ông dí ông rượt ông dí luôn mới vừa vô đến nhà nói được một hai câu kinh này nọ rồi bắt đầu ba ông chạy xuống sau ông cầm cái dao mà cái dao cái dao bầu biết không cái dao bầu á nhọn quắc vậy rồi ông, chạy ra ông cầm cầm cái dao ông dí trời ơi chạy mà có cờ luôn đó là kêu thầy kêu hai ba người thầy người thầy nào tới cũng vậy hết trơn là cứ sách dao là chạy sách dao là dí chạy dí chạy hết trơn đó à, thì vậy là chỉ có những người mà người ta về bệnh tâm linh thì người ta mới có một cái cái sự gọi là sợ hãi mà hung hăng với những cái người thầy như vậy đó là kiếm những người thầy thầy pháp thầy này này kia nha thì mình nói, nói, thật luôn chắc là những người thầy nó cũng không họ cũng không 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 không, không cao tay nghề lắm ha thì rồi cái bắt đầu á, là những người hàng xóm người ta mới khuyên nói trời ơi nhà thờ phật nhà bên đạo phật nhà thường xuyên đi chùa Vậy thì tại sao khi mà người nhà mình bị cái tâm linh như vậy mình không lên tới cổng chùa, mình không nhờ tới bên bên Phật mà tự nhiên không cái mình lại đi kêu thầy làm gì? Ví dụ như mà à, mình lên chùa mình gặp sư thầy rồi mà không lo được, không hỗ, hỗ trợ giúp đỡ được á thì mình đi kiếm thầy kiếm bảo nói thân thì ở nhà thờ Phật mở miệng ra kêu ngày rầm đi chùa mà gặp chuyện cái tự nhiên đi kêu thầy ở chùa không đi. À, nói, à vậy hả? Ừ thôi. Đi. thôi mùi, mùi, mình nói một người nè, cái cái quan niệm của người Việt Nam mình nó đôi khi nó hơi sai lệch cái chỗ đó lúc nào ví dụ như đưa một cái bàn cân à, đưa một cái cán cân này nọ rồi đưa lên một cái người thầy pháp và một cái người thầy chùa đó một người sư thầy đó lúc nào nói về chuyện tâm linh như đánh ma đánh quỷ trị dông trục dông lúc nào cũng đánh giá cao cái người thầy hơn là cái người sư thầy đúng không tỏ lại không mình mình nói là có những người là mình mình suy xét lại là mình thấy đúng đó sư thầy chắc người ta chỉ giảng đạo phật thôi chứ người ta đâu có giúp hỗ trợ tâm linh gì đâu còn nếu mà bây giờ nhà mình mà bị bệnh tình vậy thôi mình phải kêu thầy pháp à, là như vậy thì khi mà cái người hàng xóm họ nói như vậy rồi bắt đầu là mới đi lên một cái ngôi chùa để mà xin như vậy thì cũng lên cũng nói như vậy thì khi mà cái người sư thầy này họ giải quyết một cách rất là đơn giản có đôi khi tưởng chừng như cái câu chuyện nó khủng khiếp nó nặng nề phải sư thầy phải cao tay xuống cúng kiến trục vong đánh ma đánh quỷ đồ nhưng mà đôi khi đó, có những người mà người ta giải quyết nó rất là đơn giản mà nghe mình có nghĩa là không tin được luôn thì khi mà kể hết những cái câu chuyện đó rồi thì cái người sư thầy tôi nói là à, thì đầu tiên á là phải nói đến cái chuyện mà không cái những cái cái người sư thầy họ nói là tại vì họ cũng đã từng đi từng sư thầy mà người ta đi là mười uh, cánh chùa người ta đi dữ lắm nhá thì tôi nói là bản chất của những người mà người ta những người mà khơ me á những người mà đồng bào thiểu số người ta rất là hiền người ta rất là hiền à tuy là chưa giải thích được và thậm chí là những người sư thầy người ta cũng không hiểu hết nhưng mà người ta cũng nói là không thể nào không khẳng định là những người khơ me người ta có những cái đạo bùa chú rất là rất là hay và rất là cứ như có thể là hại người được mà bên cái người dân tộc kinh của mình là mình không có hiểu hết được đó thì nhưng mà bây giờ phải về phải hỏi kỹ xem là có cái sự kiện gì xảy ra hay không mà tới nỗi mà những người Khmer đó người ta phải phải thư yếm người ta bùa chú như vậy và cái thứ hai là bởi vì cái người Khmer người ta thủy thư yếm bùa chú ba như vậy thì nó là ba ông bị giống như là gọi là mất hồn mất vía đi đó đó là cái 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 cái, cái dương khí của họ rất dương khí của ba rất là yếu rồi thì khi mà lại vào trong một cái bệnh viện mà mà nổi tiếng là có nhiều người đã vào và không ra được mà mình cũng xin nói luôn nha nhưng đây mình cũng nói luôn là cái bệnh viện đó đó là mình có một cái ông cậu mười là ông cậu ruột mình đó là em của má mình đó. đó là đã vào đó mình chính chính mình là cái người chở ông cậu ông cậu mười của mình đã vào cho mình bị chính mình là cái người chở đó cách đây cũng khoảng là cũng ngót nghét cũng phải là cỡ bảy tám năm gì đó rồi chở vào đó là cậu mười mình đã mất tại trong đó luôn là đó là câu chuyện thật của nhà mình đó đã nhưng mà thì bởi vì cái bệnh viện đó họ nhiều cái người mất như vậy và ba đang trong cái tình trạng bị thư yếm, bị yếu vía như vậy nữa. Thì vào trong đó rất là dễ gặp những cái người âm trong đó. À có thể họ đã hỗ trợ, họ đã giúp ba cho ba hết bệnh hoặc là cái kỳ tích của ba ba hết bệnh không cần những người đó luôn hên xui mà không không biết nha mình không khẳng định là ba hết bệnh là nhờ những người âm đó nha mình không khẳng định như vậy có thể là ba 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 thuộc dạng ở là, là trong một hai người trong một một trăm người đó là may mắn hết bệnh đó nhưng mà cái chuyện mà ba đi về được và người ta nói chuyện với ba và người ta nói với ba ừ bây giờ ông sẽ sống đó ông bây giờ ông về nhà rồi tôi tôi tới nhà ông chơi nghe không ông phải cho tôi vô nghe không thì bắt đầu là ba mới đồng ý à đó là cái kiểu như vậy mọi người, người hiểu hiểu được cái tổng hòa cái câu chuyện là như vậy thành ra sư thầy ổng nói là một cái cách nó rất là đơn giản ổng chỉ cho ổng cầm cái cuốn cái cuốn mà cái, cái tờ giấy mặc cái tờ giấy in mà bị cứng kinh chú đại bi mọi người à kinh chú đại bi cái này thì những người nào về phật pháp thì chắc mình đã hiểu rồi không cần phải nói dài dòng nữa từng người trong nhà ở nhà bao nhiêu thành viên ví dụ như mấy đứa mà nó chưa biết chữ đây thì không nói đi mấy đứa mà lớp 2, lớp 3, nọ đúc lớp 5 trở lại thì không nói đi được chơi nhưng mà những đứa nào mà biết chữ đọc chạy rồi đó đã thuộc lòng được rồi đó lớp 6, lớp 7 trở lên đó vào cha với đời, cha mẹ cô bác anh chị nếu mà ở chung một nhà là bắt buộc phải thuộc lào cái kinh này phải thuộc lào cái tờ giấy này đó và đọc là phải rồi tôi trải này nọ là không có dấp giáp này nọ là học hết đi đã học hết xong rồi bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào có thời gian này nọ đồ rảnh rỗi này nọ đồ là cứ đọc và chỉ đọc khi mà không có mặt ba thế ví dụ như ba trong buồn thì mình vào phòng khách mình đọc ba ở dưới bếp thì mình ở trong phòng ngủ mình đọc đã đừng có đọc cái bên tại vì nếu như mà đọc cái bên mà ba đó mà ổng nghe được đó đó tại vì bây giờ ba không còn là ba nữa ba có rất là nhiều những cái vong họ dựa vào thì khi những cái vong đó họ nghe được là họ sẽ quậy thầy mà còn thầy pháp mà còn dám cầm cái dao mà dí vòng vòng chạy có cờ trong xóm thì thì người nhà mà đọc kinh đọc chú nghĩa lý gì ổng chửi ổng ổng làm dữ dằn đó là cứ đọc và cứ đọc triền miên khối lửa rồi cứ đọc hoài đọc hoài một tuần không hết đó thì hai tuần hai tuần không hết thì một tháng hai tháng không hết thì nửa năm cái người sư thầy đó họ nói là khi mà đọc như vậy rồi là giống như cái kiểu mà khách người ta tới nhà chơi mình không có cách nào mình đuổi người ta đi được thì mình sẽ đuổi khéo bằng cái cách là mình sẽ quét nhà mình sẽ làm phiền mình sẽ mở nhạc mình sẽ nói chung là mình sẽ làm phiền cái vị khách đó để cho cái vị khách không mời đó họ tự chủ động họ thấy chán họ đi à do cho những người khách người ta tới mình đuổi không được bây giờ mình đuổi thì sao mất công ta buồn mình đuổi khéo mình đuổi cách này cách nọ cách kia mình làm cho người ta phiền thì lì cỡ nào lì thì người ta tới một cái thời điểm mà đó người ta chán rồi đó người ta cũng sẽ đi và đây là đuổi bằng kinh chú nữa thì nó rất là mạnh và sư thầy nói là bây giờ đọc cũng đừng có đọc quá lớn là đừng có đọc vậy đã đọc gì nó nghe nó ghê quá cứ đọc thì thầm trong miệng này cứ đầm là cứ đọc như vậy đây đọc thì thầm thì thầm vậy đó cho người ta nghe người ta người ta, người ta mệt mỏi Nhất đầu phiền muộn quá từ từ người ta đi đó là sư thầy họ chỉ chỉ một cái mẹo rất cực kỳ đơn giản về bà thiệt về bắt đầu rồi chia nhau ra đem ra bắt đầu đi photocopy này nọ đồ ghi chép rồi lại bắt đầu học học thuộc lao 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 tới bây giờ là người nhà vẫn có những người còn còn đọc thì đọc như vậy là cứ cứ dạng đọc đọc thì đương nhiên có những khi mà ba ổng nghe được à đọc có đôi khi là lớn quá đi thì ổng nghe được ổng chửi đó nó đọc cái gì mà nhức đầu quá vậy đọc vậy rồi bạn bè sao tới chơi được đi khách tới nhà chơi đọc kinh đọc chú nhức cái đầu quá ông đuổi đó ông ông chửi đi ra khỏi nhà muốn đọc mẹ nó đi ra khỏi nhà trong cái nhà này là ông có kinh chú cái gì hết trơn nghe không nó có đọc cái gì hết trơn nghe không đã à, là ông la mấy lần như vậy luôn như hai ba lần mà lỡ mà ông nghe được là ông la dữ lắm à rồi cái là sau đó bắt đầu là biết rồi có hiệu nghiệm à, cái cái mà ba ông chửi ông la đó chính là cái dấu hiệu là cái việc đọc kinh này là nó có hiệu quả nó có hiệu nghiệm bắt đầu mới đọc thì cũng phải là ngót nghét không phải là ba tháng trời à mà có là cỡ ba tháng trời như vậy là trong cái lúc đó là cái 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 hiện tượng mà thấy nó hiệu quả là ba nó lâu lâu ông nói với mẹ nó sao mấy bữa nay rồi nó có từng lễ nay sao bạn bè tôi nó, nó không có tới chơi ta nó bạn nào không nếu mấy người bạn mà tôi gặp trên bệnh viện đó chú bảy chú tám chín này nọ rồi đó đó mười nọ rồi đó mấy bữa nay sao nó bận quá nó không có tới chơi hen cái nào thôi mời để người ta trên đó người ta còn lo bệnh tình ra ta trên đó người ta còn gia đình nó chơi với ông hoài Nói không người ta hứa nó tôi xuất viện về là qua chơi với tôi suốt luôn á hai ba bữa qua chơi một lần mà sau đây từng lễ chưa qua là thấy có hiệu quả nha đã đi đọc yên kỳ khoảng cỡ 3 tháng trời luôn là bắt đầu là tới lúc đó là coi như là nó cũng đã ngứt rồi nó cũng đã không còn gì nữa bắt đầu ba lại đã trở lại hiện hiện trạng bình thường đã là không có còn mà chê món ăn không còn đồ nạt nộ đồ này nọ nọ kia nữa à là nhưng mà nhưng mà vẫn đọc nha chỉ là ít thôi có nghĩa là trong vòng 3 tháng nó đọc rất là nhiều nhưng mà sau 3 tháng là bắt đầu là đọc ít có lúc thì làm biến nó cũng không đọc nhầm khi là có ngày không ai đọc luôn thì có dụ như có ngày nhớ nhớ thì ba bốn người đọc lượt cái kiểu như vậy đó là, là từ từ ngơi ngơi từ từ à miền tây mình hay dùng cái từ là ngớt ngớt ngơi ngơi đó à là ngơi ngơi ngớt ngớt từ 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 từ, 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 từ. cái chừng cỡ bốn năm tháng cái là thôi xong coi như là mọi thứ nó trở về bình thường à nó không còn thêm bất kỳ một cái một cái hiện tượng gì xảy ra nữa nhưng mà nó có một cái là không có hỏi nha không hỏi không kêu ba kể đây là một cái lời của người sư thầy dặn xong rồi đó may mắn mà nếu mà dông ta đi rồi đó là không hỏi không hỏi tới không nói tới nọ rồi bởi vì tại vì người ta nói theo ba là giống như là cái kiểu mà người ta giống như là cái người đó họ theo ba là họ đã để lại một cái dấu này giống như họ đã đánh dấu chủ quyền với ba rồi có thành ra là khi mà ba nhắc tới như vậy là họ nghe à ba mà ngồi kể câu chuyện đó hay là nhắc đến tên tuổi họ là họ nghe họ bất kỳ đâu họ cũng nghe được chứ là rất là dễ để mà họ quay lại mất công phải đọc lại từ đầu thành ra khi mà đã xong rồi là im luôn không nói tới không kể thậm chí là ba ông muốn kể đi chăng nữa người nhà cũng không cho kể Rồi sau đó chừng có năm trời thì ba ông cũng khai thiệt ông nói ừ là lúc đó tôi làm cây dừa tôi đánh cây dưa mười mấy tấn này nọ đồ với những người chủ khơ me này nọ đồ tôi đè giá này nọ đồ quá này. không hiểu sao rồi nhậu đưa tôi ra ngoài đường ah, không có kể nữa được rồi à, thôi xong thôi là cho từ nay sao à, ông đi làm bây giờ ba ba vẫn còn làm lấy dưa ông làm lấy dưa ông làm còn lấy ông làm, làm vòng vòng nữa thôi được cho tiền bạc đủ ăn được rồi bắt công lắm khỏi đi xuống trà dinh trà giết chị hết thì cái lúc đó đó mẹ cũng dùng một cái từ nó hơi quá đáng là thôi đi xuống dưới đó người ta người khmer người đồng bào ai biết người ta làm thư yếm dữ lắm ghê lắm thôi ông đừng có đi nhưng mà thật ra nếu mà tính mẹ nói như vậy để mà ngăn ngừa ba để ba đi thôi nhưng mà thật sự là trong bản chất câu chuyện này người sai là ai người sai là ba ngay từ đầu là ba là sai chứ đứa bộ ba dồn người ta vô đường cùng rồi thì những người đó thì người ta mới mới như con dung xéo lắm cũng quằn thì người ta cũng phải bật lại ba thôi chứ đâu phải là mình nói người ta quá đáng đâu đó là đó thì câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây tới bây giờ thì ba vẫn còn sống luôn vẫn còn sống mà nó tới bây giờ mà bị cái là rất là dễ bệnh à đã, qua cái đợt vậy mọi người nghe 10 chuyện bảo đảm mình nói là hết 10 chuyện 100 người hết 100 người ai mà trải qua cái chuyện mà bị ma theo bị thư yếm kiểu đó là không bao giờ cái sức khỏe mà nó còn đầy đặn được như ngày xưa không bao giờ ba rất là dễ bệnh cứ tháng nào cũng thấy là không ho hen sổ mũi cũng sốt cũng bệnh thì thuốc tây là cũng hết thôi dập thuốc dập thuốc hết thôi chứ cũng không có nặng lâu lâu nặng quá lên chạm xá chuyện nước biển cái rồi thôi đi về đã là sức khỏe yếu thấy rõ tuy nhiên là ba vẫn còn còn, còn sống đến thì thời điểm hiện tại vui vẻ với con cháu luôn ha mọi người ha đó đó thì đó đó là mình mình tính là cái câu chuyện này là kể cũng khoảng chừng cỡ 40 phút 45 phút mà không ngờ chắc kể cả tiếng đồng hồ ha mọi người thấy không câu chuyện nó rất là ly kỳ luôn thì đây là nó có nhiều cái kinh nghiệm tâm linh ở trong đây ha mọi người ha thì đi à, chúng ta thấy thì à, mỗi một cái đừng có nói là mỗi một đất nước đi một trong một đất nước thì mỗi một cái dân tộc à mỗi một cái dân tộc nó có một cái, cái tâm linh nó khác nhau và chúng ta không có quyền nghĩ là à là tao là người kinh là dân tộc lớn nhất thì nội đâu kia là mình coi thường những người người khác không 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 biết trước được là họ có thể làm gì với mình đâu đó và trong này là trong kinh doanh buôn bán thì mình cũng không cũng không có khuyên gì thật sự là bên nhà mình thì, cái chuyện mà đi đè giá như vậy đó nó thật nha cái đây chia sẻ thật thôi là là là, là có cái mình kể là mình tưởng tượng ngày xưa y như ngày xưa là má mình đi xuống dưới rồi trả giá này nọ nọ kia thì có thể là một người sẽ trách rồi sau ác quá sao đè vậy sao mà nhà giường này nọ đồ sống nổi thật ra về cánh nhà giường đôi khi họ cũng rất là quá đáng mọi người họ cân thiếu cân bớt cái nọ đồ đãi trong thương trường nó là thương trường là chiến trường mà người ta dùng đủ thứ mưu mẹo đồ lừa gạt cũng không 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 nói ai đúng ai sai cả <laughs> nó là như vậy mọi người nhưng mà khi mà lỡ như mọi người có tham gia vào trong cái việc như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một cái giới hạn nhất định thôi đừng có đè người khác quá à đôi khi là không nói là tâm linh gì đè quá này nọ đồ ngày xưa là có cái lần là anh hai mình cái người anh đó mất của mình đó đè giá quá là bị giang hồ dí với bộ đó vô trả mà lúc đó anh hai kiểu như ổng cũng hơi háo thắng rồi hiểu không vô cũng giống giọng dạng dạng giống như bay nè đó vô đè giá quá trời tao không mua ai mua dưa đem bỏ cho heo ăn đó nói mấy câu vậy đó là bị giang hồ cầm mã tấu dí chạy trốn trong rừng trong núi không á trồng dưa ở dưới cái miền lâm đồng á lâm đồng với lại ma có trồng dưa mà đó là trốn trong mấy cái rừng cái mấy núi hai ba ngày mới 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 về được sài gòn đó mọi người đã khủng khiếp lắm không mọi người ha thôi rồi đó là cái toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay mọi người ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này hen à, ok giữa ừ xin chào tất cả mọi người